Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Thiên địa u minh vì đạo tràng, thập bát chư hầu lụy há khang. Đạo lý tầm sâu, sâu chẳng càng đời cùng ly loạn khắp ở chữ ban. Chú thích: thiên địa là trời đất, u minh là tối tăm mờ mịt, mênh mông sâu thẳm không có ranh giới. Dĩ đạo tràng, dĩ là lấy hay dùng. Đạo tràng cũng gọi là đạo trường, là trường dạy đạo hoặc chỉ nơi Phật thành đạo, Bồ đề đạo tràng. Đạo tràng còn có nghĩa là chân tâm, chỉ cho nhà tu khi trực nhận được chân tâm tức đắc đạo. Ví dụ: chúc ông mau đắc đạo tràng. Hiểu chung câu thiên địa u minh dĩ đạo tràng có nghĩa tuy trời đất mênh mông mù mịt, thường nhân khó mà thấu đáo, nhưng không lọt ngoài cái ý của đạo, do đạo mà thành. Thiên ý không riêng mối đạo màu. Bởi nhà tu khi đắc đạo thì chân tâm bao trùm cả vũ trụ vạn hữu, không sự vật nào mà chẳng thấu đạt, cũng như cả vũ trụ vạn hữu đều do nơi tâm mà thành. Thập bát chư hầu tức là 18 nước nhỏ chung quanh phục tùng một nước lớn, nghĩa bóng là chỉ khắp thế giới, cũng như vạn quốc hay chư bang chỉ hết thảy các nước đã có trên thế giới hoàn cầu. Giảng xưa Bửu Sơn Kỳ Hương có câu: 18 nước lai giáng hàng đầu. Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo thường nhắc đến các nơi liệt quốc chư bang chúc cầu bình trị trưởng loan xung dậy. Lụy cũng đọc là lệ, nghĩa là nước mắt. Há khang là chẳng khô ráo, nghĩa bóng là chỉ trận thế chiến thứ hai năm 1939 đến năm 1945 xảy ra, khiến cho nhân loại khắp thế giới đều gánh chịu tai nạn, chiến tranh, thiên tai, địa ách, đói đau, chết khổ xảy ra liên tiếp từ đợt này đến đợt khác, hiện giờ cũng chưa dứt, khiến dòng lệ của dân chúng chưa dừng được. Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã diễn tả cảnh ấy như sau: cha nọ bồng con giờ khóc hoa, tan nát xóm diện khổ dữ an. Nhà không kẻ ở, ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Đạo lý là lý lẽ của đạo, cái lý đương nhiên hợp với lẽ phải mà ai cũng công nhận. Riêng chữ đạo có ba ý nghĩa: đạo là con đường của tâm hồn, đạo là bổn phận, đạo là bản thể tuyệt đối. Chữ đạo ở đây là chỉ cho nghĩa thứ ba, là bản thể tuyệt đối, bởi nó sâu màu khó tả, không thể dùng văn từ, ngôn ngữ hay hình tướng mà hiểu đặng. Đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Lý là giáo lý, lời lẽ luận giải các kinh luật
và pháp môn tu hành của Thầy Tổ và chư Phật Thánh đã dạy. Hành giả cứ nương theo đó mà học hỏi tiến tu, đến chỗ thâm nhập chân lý tuyệt đối và thành đạo quả. Đức Thầy có câu: hạ giái giải khuyên truyền đạo lý, giả dạng điên khùng mượn thi ca. Đời cùng là đời hạ nguân sắp mãn để lập lại thượng nguân, cũng như quả địa cầu này sắp rụng để thay đổi quả địa cầu khác. Vì nghiệp duyên của mỗi chúng sanh ở đây đã kết, rồi tùy theo nghiệp quả của mỗi chúng sanh mà chuyển sang cảnh giới khác để hưởng thụ cảnh vui khổ sang hèn nữa. Ly loạn khắp chư bang là cảnh chiến tranh giặc loạn, đói đau khổ não khắp thế giới, không nước nào mà chẳng có. Lược giải từ câu 7 đến câu 10: xưa nay sự đổi thay của nhân sanh và vũ trụ không ngoài cuộc vận xoay của ý đạo. Đức giáo chủ còn cho biết trận đệ nhị thế chiến xảy ra, khắp nhân loại cả thế giới chung chịu bao nỗi đau thương khổ lụy. Chỉ có những người biết nương theo con đường đạo lý mới mong cứu vãn. Song mỗi hành giả phải gắn công đào sâu vào tâm não mới thấu đạt.